Rồi 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 rồi, trúng số nữa không? Rồi anh đang trúng máy tại sao? Ba tạ luôn. Ba tạ. Ba tạ đâu đâu rồi đem đây. Ui vậy là hay quá rồi. Đi nào đâu? Rồi là đâu? Quân ngữ phải không? Quân ngữ nè, ngày 15 tháng 4. À, ủa, 71 nè. 09 hơi tà 31 quả. Ba bả màu à. Dễ bả hả? Đâu 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 đâu. Để trung tiền, để dò rồi. Lấy đem hai tài lên đây, giá trị lắm. Rồi. Rồi để dò thử. Dò thử cho quý vị khán giả mình xem. À không chiến quân ở đây, không chiến quân ở đây, hờ tờ đây, hờ tờ nó tờ gớm nè. Đây, không chiến, không chiến như quý vị anh chị. Không chiến quân ở đây. Ngày 15 tháng 4 đây là ngày 15 tháng 4 đây anh chị. Rồi không chín này, hơi tà này không chín này. Còn ở nha anh chị. Rồi. Còn ở đây là cái ba bé mậu đây. Đó, ba bả mậu. Ngày 15 tháng 4 năm 2023. Đó, ba bé mậu nha anh chị. Rồi. Rồi vậy thì giờ sang đổi chung tiền cho anh đi thôi. Rồi. Đi. Mấy trăm mấy ba là 400, 400 hả? Ở trong tiền dành thôi 400 này. Ok. 400 này. À, cảm ơn shop Vita nghe. Để lý với đâu đâu. Ôi, nhà anh mua anh thử mua. Đâu đâu đâu, anh thử cũng ở gần đây nhà anh thử cũng mua ủng hộ mít cho nên là bên anh cũng vô được 400 này cũng được. Cũng chào ma cho anh trúng lớn. Rồi. Rồi, đây đầu trong tiền cho anh ngay ngó thì cũng cảm ơn rất là nhiều nha. Rồi thì hôm nay em quay cho quý vị khán giả mình xem cái tài số anh này anh mua anh trúng đó, thì cũng cảm ơn quý vị anh chị rất là nhiều đã ủng hộ em trong thời gian bốn số ở đây. Thì em bán ở đầu 12 thôn Bình, xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi nha anh chị. Thì mong anh chị của bác mình là ủng hộ em tới mua những cái tài số nha anh chị. Ngày hôm qua anh này anh trúng đây ba tài nha anh chị. Rồi anh đi anh chị, cảm ơn quý vị anh chị rất là nhiều nha. Rồi rồi thì hôm nay thì em quay video ngắn tới đây cho bà con anh chị của bác mình xem. Ba bảy mậu, ba mươi mậu à, Quảng Ngãi, Quảng Ngãi không chín ôm từ tôm không chín nghe ngộ ẹ. Qua bữa mình lấy số ngang 43 tôm 43 mà bữa nay là tôm 09 à, không chín đào. Ồ lấy một tờ gớm mới chơi hè trúng ba con là tờ chứ. Rồi hôm nay bón được không? Nào bón được không? Đâu rồi đâu. Cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều, anh chị sẽ tự xóa nhà trời mưa miết cho nên là cũng là bón cũng ế. Mưa thì đường này nó khi mà mưa thì đường nó bén lắm, bất cứ nơi nào thì khi mưa là bén vé số, mà mưa thì buồn lắm quý vị. Vé số thường thường bón đi ngoài đường này, bón nhiều dỗ cũng đi ngoài đường, rồi bón vé số ngồi dưới hè là ngồi ngoài đường không, mà trời mưa thì ướt ót. Là một ở đây em bón ở ngoài thì cũng đỡ, nhưng mà ngược lại thì người ta đi đường ta không có mua ướt ót, ta đi công chuyện là ta đi tranh thủ ta đi ít có mua nha quý vị. Cho nên anh chị của bác mình mua vé số thì cầu may cầu lộc cầu tài, thì anh chị mình đến đây cái ngay cái xăng dầu Tịnh Đông nha quý vị. Chỗ Di Nam Tấn Tịnh, đồng 12 thông Bình, xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi nha anh chị. Có hai chỗ điểm bón vé số anh chị, ngay gốc doa và ngay chỗ cây xăng em là hai điểm đây. Của ông chú của em đó, anh chị mua cầu lộc cầu tài may mắn nha anh chị. Rồi cảm ơn quý vị anh chị rất là nhiều đã ủng hộ kênh YouTube của em nha anh chị. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại quý vị những cái video bón vé số và trúng số hàng ngày nha anh chị.